Tam Thủy, bên trong có quá nhiều người, xe không vào được. Cậu lập quầy hàng ở đây bán vị võ thần tài này đi, xem có ai biết hàng không, đợi tôi quay lại. Được rồi anh Phi, vậy cái này em bán bao nhiêu tiền là phù hợp? Giá trị nửa triệu, về phần bán bao nhiêu cậu xem làm đi, cậu thích là được rồi. Đại sư, Hà Hầu Tử, thật sự là anh, lâu rồi không gặp anh. Đại sư chính là đại sư, ngay cả trí nhớ cũng tốt như vậy, còn nhận ra cái quầy hàng nhỏ này của tôi. Không biết đại sư anh muốn loại hàng gì? Chỉ cần anh nói một câu, Hà Hầu Tử tôi chắc chắn sẽ giải quyết cho anh. Đây là con gái anh. Vâng vâng vâng, năm sau sẽ thi đại học, học tập rất tuyệt vời. Tôi bảo nó về nhà ôn tập cho tốt, nó nhất định phải đến giữ quầy hàng cho tôi. Lão nương chết sớm, con gái tôi hiểu chuyện. Tôi muốn lấy số tiền lớn từ một đạo quán, có cách nào không? Nhà phố Phong Thủy còn phải là đạo quán nữa, đã nhiều năm rồi không thấy. Thật sự không? Ngược lại hôm kia tôi đã thấy tên ngốc Trần Khang vừa mới đặt ra một cái gương lớn, gọi là thiên đại gì mà nhận nguyệt, nói cái gì mà gương mang lại tài lộc, gắn trên xà nhà để trấn trạch. Vâng vâng, đó chính là nó. Lớn đến mức nào? Giống như những chiếc bánh trung thu lớn chúng ta ăn khi còn nhỏ. Tên ngốc đó đã nói là hắn nhặt được ở nhà cũ ở quê nhà Trung Châu, nhưng hắn cũng không nói căn nhà bao nhiêu tuổi. Hôm qua tôi không để ý, tiểu tử kia hôm nay không đến, hôm nay nhà họ nghỉ lễ. Đại sư, nếu không vội tôi sẽ gửi tin cho anh, trước tiên giữ lại cho đại sư. Hơi vội, hôm nay đạo quán của nhà tôi phải làm một buổi pháp hội lớn cho Dung Đô, tôi lập tức lấy lại cho đại sư. Anh cứ ngồi xuống hút hai điều thuốc, tôi sẽ quay lại sau vài phút. Tôi tên Lục Phi, cứ gọi tên tôi là được, nhanh lên. Người qua lại rất nhiều, có rất nhiều thứ trên gian hàng Hầu Tử, rất nhiều thứ đều là được mua từ nông thôn cách đó hàng chục hàng trăm km, rất có cảm giác thăng trầm của thời đại. Những thứ này rất khó hiểu, giá không giá lắm, nhưng nó mang theo ký ức tuổi thơ của nhiều người. Lúc này có mấy người ăn mặc đẹp đến. Cái này có chút thú vị, gần như là thời dân quốc phải không? An lão hãy xem. Thật sự đã đến dân quốc rồi, trên này có chữ của thợ đồng Long Thuận, hẳn là quê hương của người điều khắc. Rất được. Bà chủ, bán như thế nào? 8.800. Hà Tú Quyên nhìn Lục Phi, mang theo một tia oán trách, nhưng không có tiếng nói, bởi vì bố cô vừa tỏ lòng kính trọng với người thanh niên này. Con cóc há miệng, tiêu tử há miệng to ra rồi kìa. Thứ này là chiếc khóa đồng của thời dân quốc, sao cậu dám yêu cầu 8.800, thậm chí không có chìa khóa, chỉ riêng cái khóa này cũng đắt như vậy. Cậu đây là đang ngược đãi và sát sinh, quy tắc đều không cần nữa phải không? Khóa đồng thời Quang Tự, muốn anh 8.800, không nói cho anh giá cao, thích thì mua không mua thì đi. Rõ ràng là ổ khóa của dân quốc, cậu lại nói là Quang Tự. Tiểu tử, cậu đã học được mấy năm rồi, mở miệng thì nói bậy. An lão miệng thẳng thắn, nói nó là dân quốc, cậu còn khăng khăng là Quang Tự. Cậu biết An lão là ai không? Sao cậu không nói là Càn Long luôn? Mắt của ông không đủ, nói chuyện với ông là mất giá trị của tôi, không làm ăn với anh. Thái độ của cậu là gì? Có ai làm ăn như cậu không? Tống Tiên Kiều là ai phụ trách? Tin hay không tôi để anh không thể bán được ở đây nữa. Tôi không tin, ông thử xem, đi dạo chơi thôi mà. Sao anh cần phải làm ầm ĩ lên như vậy? Ông chủ nhỏ, anh nói xem ổ khóa đồng này từ đâu nhìn ra là thời Quang Tự. Tôi thực sự không thấy thứ này có thể đến Quang Tự. Ông chỉ có thể thấy thời dân quốc, không thấy được Quang Tự. Ông chủ nhỏ, anh có chắc chiếc khóa đồng này là của Quang Tự không? Nếu không thì, nếu như anh nói ra được xuất xứ, chứng minh cái khóa đồng này là của Quang Tự, tôi sẽ mua thứ này với giá 8.800. Lật ổ khóa lại, xem mặt trước. Ông chủ nhỏ, cái này không có gì khác biệt. Năm 1894, sinh nhật lần thứ 60 của Tứ Hy, mọi người ăn mừng, tiên cáo thiên hạ chín thợ thủ công giỏi nhất, khắc hoa văn vòng tròn phúc thọ đặc biệt, để sống lâu trăm tuổi. Lời này vừa nói, sắc mặt An lão biến đổi, cúi đầu cẩn thận nhìn vào hoa văn phúc thọ khắc trên ổ khóa đồng, đột nhiên vỗ đầu, sắc mặt đỏ lên. Quả nhiên là vòng tròn phúc thọ 60 bông. Ây da, ông chủ nhỏ thật là biết nhiều. Ngưỡng mộ, đã học được. Ông cũng không biết chuyện này, để thư ký của ông kiểm tra đi. Tiểu tử cái miệng này của cậu thật đáng ghét. Nhanh chóng xin lỗi An lão. An lão đến Cẩm Thành nhưng là tham gia quản lý quý. Tôi có vài chuyện muốn bàn với ông chủ nhỏ này. Mời cậu ra ngoài chờ một chút. Ông chủ nhỏ cao minh, đã thủ giáo. Ông giơ ngón trỏ lên, người phụ nữ trẻ thời trang phía sau lập tức tiến lên. Trong tay có một sấp tiền mới tinh đưa cho Lục Phi. Kết quả nhận tiền, Lục Phi rút 12 tờ ra và định trả lại. Không cần không cần, đây là học phí. Chúc ông chủ nhỏ kinh doanh phát đạt, có duyên gặp lại. Hà Tú Quyên cầm một sấp tiền dày, trong đầu trống rỗng. Ổ khóa đồng này bố giảm giá tối đa 1.000, có 100 đồng là có thể bán. Mặc dù vậy cũng là bán rất lâu rồi không bán được. Lục Phi vừa đến, đã bán được toàn bộ 10.000 đồng. Sau một thoáng, ấn tượng của Lục Phi trong mắt cô gái này lập tức trở nên cao lớn, thậm chí còn đè bẹp bố mình, trở thành thần tượng của cô, không gì sánh bằng. Ngồi im lặng chờ nửa tiếng, Hà Hầu Tử cuối cùng cũng xuất hiện. Phía sau là một nam tử Trung Châu khoảng 30 tuổi, người này chính là Trần Khang. Sau khi giới thiệu nhau, ba người có sự hiểu biết ngầm, đến một góc hẻo lánh nhất của Tống Tiên Kiều. Ừ, là hàng đen, đồ vẫn chưa lên tay. Lục Phi nhăn mũi, miệng thì kêu lên. Không đen không đen, tự chuyển mộ ra tiền tạo ra, là sạch. Mẹ kiếp, Trần lão cẩu, cậu thậm chí còn nói dối anh Hầu phải không? Anh Hầu, thật sự là sinh ra từ việc chuyển mộ, anh xem không? Đốm đỏ, dỉ xanh, vân vân, đen sạch không quan trọng, miễn là không phải giả là được.
Đây là một chiếc gương đồng, đường kính khoảng 20 cm, độ dày đầy 1 cm và hơn một chút. Trên mép của gương rõ ràng có thể nhìn thấy một số hình rồng ngựa chó. Không cần phải nói, đây tự nhiên là 12 con giáp quan trọng nhất của nền văn minh Thần Châu. Các con giáp khác bị che giấu trong các tinh thể dì xét đồng màu nâu, đỏ, xanh lá cây và đen. Lục Phi trong lòng hơi kích động, cái này có lịch sử hơn 1000 năm, không ngờ còn có thể bảo quản tốt như vậy. Đây là thời Huyền Tông, tự tay thiết kế và chế tạo bởi đạo sĩ Tư Mã Thừa Chân, bảo vật pháp khí đạo giáo dâng riêng cho Đường Minh Hoàng, còn được gọi là gương pháp khí hoàng gia. Thứ này tên đầy đủ là gương bát quái thiên địa nhật nguyệt ngũ nhạc. Lục đại sư, điều đó vẫn đúng. Anh bạn Trần Khang, tôi xin nói thêm một chút, mộ tổ tiên nhà anh thuộc triều đại thế hệ nào? Ngoài chiếc gương đồng này còn có thứ gì khác không? Lời này khiến Trần Khang khó khăn. Thứ này đúng là vô dụng không thể vô dụng hơn. Tự mình về nhà thăm người thân thì tốn 3000, nhưng Lục Phi đã hỏi rồi. Trần Khang đi theo một con đường tối, một mực khẳng định đây là lúc mình về nhà truyền mộ đào ra. Ông chủ Lục, không nên hỏi xuất xứ, các quy tắc của ngành anh nên hiểu. Trần Khang bán cho cậu mặt mũi mà cậu không cần, cậu cũng dám nói quy tắc trước mặt Lục đại sư. Cậu là cái thá gì? Không có ý gì, chỉ muốn mua thêm vài món đồ thật. Lục đại sư, thứ này có đúng đường không? Đúng đường, nếu là đào từ mộ tổ tiên của anh Trần, tôi cũng yên tâm rồi. Nói số đi. Ba người nhanh chóng thương lượng xong giá trong thời gian tới. Trần Khang ra giá 80.000, giá giao dịch cuối cùng là 30.000. Đến và đi, Trần Khang kiếm được gấp 10 lần, cũng coi là lợi lớn. Lục Phi rút ra 4 sấp tiền, 3 sấp đưa cho Trần Khang. Sau khi Trần Khang đi, Lục Phi lấy cho một nửa trong sấp tiền đưa cho Hà Hầu Tử, coi là hối lộ. Anh Phi của tôi nói, cái này ít nhất trị giá 500.000, thiếu một xu cũng không bán. Chàng trai trẻ, cậu nhìn nhầm rồi. Anh Phi của cậu cũng nhìn nhầm rồi, đây là gỗ đàn hương đỏ lá nhỏ không sai, nhưng đây rõ ràng là đàn hương đỏ lá nhỏ ở phía bên kia châu Phi. Vị võ thần tài của cậu nhìn vào hai khu vực tiếp xúc, không có sự tồn tại của vân mỡ bò, đây là bằng chứng trực tiếp nhất về gỗ đàn hương đỏ lá nhỏ châu Phi. Như vậy, tôi thêm 3.000, tôi lấy nó với giá 10.000. Tôi thấy một chân của cậu cũng không tiện, lại là nghề thu gom phế liệu nữa, thứ này sợ là cậu chỉ tốn 100-200 đồng là lấy được rồi. 10.000 bán cho tôi, cậu cũng kiếm được hàng chục hàng trăm lần rồi. Tôi thấy nhiều người như các anh rồi, mấy ngày trước mấy ông già ăn uống ở trạm phế liệu của chúng tôi. Những lời nói trong miệng đều giống như các anh, 500.000, không thiếu một xu. Chàng trai trẻ, chúng tôi không có ý gì, đây chính là chuyên gia lớn trong Tống Tiên Kiều. Tầm nhìn của ông ở Cẩm Thành cũng đáng coi trọng. Cậu nên lắng nghe ý kiến của các chuyên gia nhiều hơn. Chàng trai trẻ, tôi ở đây, mở lá bát nhã trai. Nếu cậu không tin thì cậu có thể lên xem ngay bây giờ. Thứ này của cậu, thực sự là gỗ đàn hương đỏ lá nhỏ châu Phi, cậu chính là mời Đàm Doãn Hoa của S, giám đốc cũ của bản tàng thành phố đến đây. Ông ấy cũng là nói gỗ đàn hương đỏ lá nhỏ châu Phi. Đàm Doãn Hoa là cái rắm, mỗi ngày quanh mông anh trai tôi bảo ông ta chăn ngỗng, ông ta tuyệt đối không dám cho gà ăn. Chàng trai trẻ, cậu còn trẻ, mấy người chúng tôi coi như cậu không hiểu chuyện, chúng tôi không nghe thấy điều này. Nếu như cái này bị Đàm Doãn Hoa Đàm lão nghe thấy, cậu cẩn thận không chịu nổi đâu. Anh em tôi nói không sai, tôi bảo Đàm Doãn Hoa đi chăn ngỗng, lão nhân kia đúng là không dám đi cho gà ăn. Từ Văn Chương, ông lại đổi nghề thẩm định gỗ nữa à? Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Phi, Từ Văn Chương đột nhiên mở to mắt, nó giống như nhìn thấy một cái gì đó khủng khiếp. Ông chủ Tiểu Lục, đời người đâu đâu cũng có thể gặp, thật là có duyên, lại gặp nhau rồi. Mạo muội hỏi, bức tượng thần tài này là bộ sưu tập của ông chủ Tiểu Lục? Hừ, thật sự kỳ lạ, người thu mua phế liệu còn bán hàng rong, từ nhận hàng đến bán là cả một quy trình, xem ra tiền đen này kiếm được không ít. Tiểu Lục đại sư, Từ Mộ có mắt không tròng, mạo phạm đại sư, xin đại sư lượng thứ, bởi vì lợi ích của con rể tôi. Cảnh tượng này hiện ra trước mắt mọi người đều đã đổi màu. Từ khi nào phó chủ tịch hiệp hội sưu tập nổi tiếng của Cẩm Thành, Từ Văn Chương lại trở nên thấp kém như vậy? Giống như một con chó, An Lão và người phụ nữ phía sau đã sinh ra một loại kính trọng khi nhìn Lục Phi. Đây không phải là lần đầu tiên ông nhìn nhầm, có cần phải xin tôi tha thứ không? Đại sư, tôi ở dưới ánh mắt trời đỏ của anh, tôi mãi mãi chỉ là một con mũi nhỏ bé. Ông cũng là độc thân, tạm biệt. Tiểu Lục đại sư, tượng võ tài thần này có thể chuyển giao cho tôi không? Muốn mua, 500.000, một xu không thiếu. Anh cướp à? Nửa triệu. Tiểu tàn tật, cậu biết An Lão là ai không? Dám lừa gạt An Lão à? Tôi khiến cậu không thể ở lại Cẩm Thành được. Nửa triệu, tôi vẫn không bán nữa. Anh Phi, đi, chờ đã. Quản lý Quý, cảm ơn anh đã vội vàng đến hướng dẫn tôi. Thời tiết hôm nay không tốt lắm, vẫn xin quản lý Quý về trước. An Lão ông, đây, quay về nói với Tăng Tổng, cảm ơn lòng tốt của cô ấy, tôi rất muốn đi dạo một mình, xem một chút. Rồi thì chỉ gây khó chịu, tiếng kêu vò vè không ngừng, phiền phức. Tiểu Lục đại sư, bây giờ con rùa đã biến mất, sạch sẽ rồi. Ha, Lục đại sư, đây là An Tường Khải, An Đồng của tập đoàn Từ Đông Ma Đô Thành. An Đồng, đây là vị thần của Tống Tiên Kiều. Lục Phi, Lục đại sư, Tiểu Lục đại sư, đây là con gái của An Đồng, An Đình Nghị, An Tổng. Nghe thấy 4 chữ tập đoàn Từ Đông, Tam Thủy không khỏi hét lên. Nước khoáng Từ Đông. Tập đoàn Từ Đông là niềm tự hào của người dân, tổng tài sản gần 90 tỷ, chiếm một nửa thị trường đồ uống. Hóa ra tàu thuốc Kenji nổi tiếng chính là do Tiểu Lục đại sư kiểm tra. Vinh hạnh à. Xin chào An Đồng, tại hạ Lục Phi, vinh hạnh. Tiểu Lục đại sư nói là gỗ đàn hương đỏ lá nhỏ, vậy chắc chắn phải như vậy. Mặc dù tôi chưa nhìn thấy toàn bộ bức tượng, về giá cả, Tiểu Lục đại sư giá của anh là, anh em tôi ra 500, vậy thì 500 là được rồi. Nói xong lập tức chuyển tiền cho Lục Phi, lập tức nói vài câu với Từ Văn Chương. Từ Văn Chương nhanh chóng gọi điện thoại, cả nhóm quay lại đến bác nhã trai của Từ Văn Chương. Từ Văn Chương đã chuẩn bị mọi thứ Lục Phi cần. Sau khi dọn dẹp, người đầu tiên ngạc nhiên là Từ Văn Chương. Tác phẩm của Chu Tử Sương, chữ viết tay của Chu Tử Sương. Ôi trời ơi, An Đồng,
Đây là kiệt tác của Chu Tử Xương, một nhà điêu khắc gỗ Hoàng Dương nổi tiếng vào cuối nhà Thanh, rất hiếm gặp. Chu Tử Xương là một bậc thầy điêu khắc gỗ rất nổi tiếng vào cuối triều đại nhà Thanh, tốt nhất là khắc gỗ Hoàng Dương và gỗ đàn hương đỏ. Tác phẩm được lưu truyền rộng rãi, nhưng những gì còn lại là rất hiếm. Tác phẩm của ông ấy ngày nay liên tục đạt giá cao ngất trời. Một kiện ngọc như ý cao nhất được bán với giá lên tới hàng chục triệu. Lúc đầu mọi người còn xì xào giá của Lục Phi, nhưng bây giờ sau khi có chữ ký của danh gia, mấy người đều cảm thấy nửa triệu này đơn giản là đáng giá ngàn vạn. An Tường Khải trong lòng có chút tội lỗi, đề nghị thêm tiền cho Lục Phi, nhưng bị Lục Phi từ chối, nhắc nhở An Tường Khải vài câu chú ý, cũng không nhận danh thiếp của An Tường Khải, nói lời tạm biệt có duyên gặp lại, mang theo tam thủy quay người đi. Lục tiên sinh, xin đợi một chút. Lục tiên sinh, có tiện thêm uy chắc không? Cảm ơn, không tiện. Tôi trong lòng có hổ, nhưng lại người thật kỹ hoa hồng đó. Chỉ thêm uy chắc, không làm quấy dây. Tôi không dùng uy chắc, thêm cũng vô dụng. Lại một lần nữa từ chối An Đình Ủy, lần này không ngần ngại, không dùng lại nữa, xuống tầng 2. An Đình Ủy là một phụ nữ tài năng nổi tiếng trong giới, biệt danh Tuyết Sơn Bạch Phượng Hoàng, cứ như vậy bị người ta từ chối 2 lần. Bảo bối lần đầu tiên trong đời chủ động tấn công, yêu cầu thêm uy chắc từ một người đàn ông mà chưa từng gặp. Ôi mẹ nó, con cái của bà, cuối cùng cũng có mùa xuân rồi. Giờ khắc này, An Tường Khải một bộ xương già kích động phát ra tiếng động quái dị, đưa ra quyết định ngay lập tức. Lục Phi phải không? Vậy thì chính là cậu. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.